không gặp các bạn. Đây, đây quay cho các bạn chút nhé. Xe vừa nâng cấp xong, phiên bản 2015. Đấy, nó là thùng cộc các bạn ạ. Đi đăng kiểm là bên đăng kiểm bắt buộc nâng lên. Thế là bây giờ là thế này, các bạn thấy vuông xe là ok hơn không? Đấy. Mời các bạn ngắm qua một vòng. Đấy. Quy trình trả hàng là đây là ăn xi măng các bạn ạ. Đấy, cái đèn led các kiểu là bắt tháo ra hết. Đấy. Cứng rắn lắm. Đấy. Có mấy chị đang xuống hàng. Công cảnh công trường rất là rộn nhịp luôn. Phải cho chị lên hình một tí. Đi kiểu này chậm hơn đấy nhỉ? Đi kiểu này chậm hơn cái kiểu là hạ xuống ấy nhỉ? Chậm hơn nhưng nó được nhiều hơn. Nhiều hơn đấy. Được nhiều tiền hơn đúng không? À. Một bác chuyên nghiệp. Chở đủ tải có nửa thùng rồi các bạn ạ. Đây. Bây giờ là căng lắm. Không đi được. Đấy, trước nó là như thế này, bây giờ thêm cái này nữa. Mới là đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm đi nâng cấp là mất rất là nhiều thời gian luôn. Hả? Lúc nào xong mới lùi chứ? Lùi luôn à? Hả? Ok. Các bạn ở trên cabin. Đấy, điều hòa lắp ra ok hết rồi các bạn. Con này mình hơi tiếc nó là máy 375 thôi mọi người. Nó không được khỏe như kiểu mấy con kia. Con cú mình chạy kia. Cabin thì nó vẫn rộng rãi như thế này. Đấy. Điều hòa lắp đây. Giường hai thì vẫn ok. Bao nhiêu cái đồ ở đây. Lùi một tí nữa. Giấy tờ sổ sách còn chưa hoàn thành đây. Hơi nó là gần 6 cân. Mời các bạn cùng tôi lùi một chút đi. Đây này là nước. Quân tứ trang hành quân. Với lại cái nhược điểm của này là lấy hơi rất là chậm luôn. Nhưng mà một khi nó đã đủ rồi thì rất là nhanh các bạn ạ. Phiên bản 10 số. Cái dòng này thì mình thấy ở Tuyên Quang có rất là nhiều luôn. Với lại cái máy quay nó chưa lấy nét kịp. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Khoanh đây. Giường sâu ok.
xe nào là phải sạch sẽ các bạn ạ. Các bác nào chạy dòng 2015 này thì biết là nó lấy hơi rất là chậm đúng không? Mà một khi hơi nó đã đầy thì nó lại rất là nhanh. Ông tắc số kính lên kính này. Cái xe đời mới bây giờ lổ máy phát là ly, với lại con này là mình cứ phải đi sau nhất, leo dốc con này mình cứ phải đi sau nhất. Cơ bản là cái xe này nó vẫn lành các bạn ạ. Hơi ghế vẫn lên. Đấy, nâng lên bình thường. Chỉnh ghế vẫn ok, hơi vẫn thụt đều. Ở bên này có nhiều gà đấy. Con thịt xé gà là ok đấy. Đấy. Mình nhảy bốc vào, mình lùi thêm một tí nữa để cho xuống nó nhạt hơn. Đấy. Gương là nhìn cũng hết nóc rồi các bạn ạ. Mời các bạn tôi lùi tí nào. Thế các bạn thấy khá là lâu không? Nghe hơi em. Bạn vào cua các bạn nhìn gương dưới này. Mình đã chỉnh ghế ok. Lùi nha. Để nó ngược lại các bạn nhé. Muốn đít nó sang trái thì mình đánh lái bên phải, muốn đi sang bên phải mình đánh lái sang bên trái. Đấy. Cứ thế các bạn lùi thôi. Nhiều bạn là mình chỉ cách lùi đầu kéo như thế nào mình cũng chả biết. Nhiều bạn cũng lái xe lâu rồi, đã lên đầu kéo này thì lái xe lâu rồi, người ta mới lên bằng 55 đúng không? 55 với 35. Thì là các bạn cứ lùi ngược. Muốn đi nó sang bên trái thì mình quay thế này. Đi sang bên trái. Đi sang bên phải mình quay thế này. Đấy. Mà các bạn quay là các bạn giả luôn, giữ đều. Đấy. Là cái đít không được đánh lòng ngoằng nó như con rắn là không lùi được đâu. Đấy. Các bạn phải chú ý là khi mình học lái đầu kéo này, trước khi học lái đầu kéo là mình cứ lùi thẳng các bạn nhé, cứ lùi thẳng đi. Các bạn lùi thẳng được thì cứ để cái dép này xong, các bạn cứ lùi thẳng. Các bạn cứ lùi thẳng được là xong là mình vắt những góc cua vào chuồng hoặc là vào những chỗ nào ấy, vắt đến cái tầm ví dụ mình muốn vào một cái chuồng bên phải chẳng hạn, mình vắt sang bên này. À, bên trái chẳng hạn mình vắt sang bên này. Đấy. Để cái bánh cách cửa chuồng cái này, cách khoảng bằng này. Đấy. 10 phân hoặc là 20 phân. Thì các bạn cứ vắt xong đít mà đặt ở đấy, các bạn bắt đầu giả thẳng lái, các bạn cứ lùi vào nhá. Rồi. Đấy, hôm nay tôi quay cho các bạn xem phiên bản xe Thanh Lốc chạy đã nâng cấp thành công, đăng ký đăng kiểm ok luôn. Đấy. Cho quay cho bạn xem một vòng chiêm ngưỡng. Còn các bạn video là muốn học lùi đầu kéo ấy, tôi các bạn thích các bạn comment ở dưới video để tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp hơn, hướng dẫn chia sẻ các bạn rõ ràng hơn nhé.
Đây là video chia sẻ phiên bản xe Thanh Vlog đã nâng cấp thành công. Đã vuông vắn ok hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Khá lâu là không quay được video cho các bạn xem rồi. Bởi vì công việc cuối năm này thì nó rất là bận rộn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì vui lòng like, share, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Vui lòng comment ở dưới video các bạn nhé.